Đau xương cụt khi mang thai khá phổ biến và thường xuyên xuất hiện ở giai đoạn tháng thứ 2 và một số ít trường hợp rơi vào những tháng cuối của thai kỳ. Mặc dù không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mẹ bầu lẫn thai nhi, thế nhưng tình trạng này có thể khiến thai phụ khó chịu. Tùy vào từng thể trạng của mỗi người mà mức độ cơn đau cũng khác nhau. Hãy cùng tham khảo những thông tin sau đây để có biện pháp bảo vệ bản thân tốt hơn nhé. 1. Biểu hiện của đau xương cụt. Đau xương cụt khi mang thai là tình trạng bà bầu cảm thấy đau nhức hoặc nhói ở vùng mông hoặc hông. Cơn đau này có thể lan xuống vùng háng hay bắp chân, đầu gối và thậm chí là mắt cá chân nữa. Những người đã từng trải qua cơn đau này đều nhận thấy cảm giác đau luôn bắt nguồn từ một điểm rồi lan rộng ra xung quanh. Có rất nhiều mẹ bầu nhầm lẫn giữa đau xương cụt và đau hông, nhưng sự thật là đau xương cụt được tạo nên bởi năm đốt sống hình tam giác nối liền với xương hông, nằm giữa xương sống và xương hông. 2. Nguyên nhân gây đau xương cụt. Bà bầu bị đau xương cụt có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân khác nhau như do sự thay đổi hormone. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, cơ thể sẽ tiết ra hormone relaxin và estrogen, cả hai đều có ảnh hưởng đến các dây chằng ở khu vực gần xương cụt, khiến mẹ bầu gặp phải những cơn đau khó chịu. Sự căng cứng cơ vùng xương chậu, hông cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng đau xương cụt khi mang thai. Căng cứng cơ có thể bắt nguồn từ những tư thế sinh hoạt, vận động bất hợp lý hay là do việc đứng hoặc ngồi ở cùng một tư thế quá lâu. Trong những tháng cuối của thai kỳ, phần đầu của em bé thường chèn vào xương cụt của mẹ. Đây chính là lý do khiến bà bầu có cảm giác mệt mỏi và đau nhức xương khớp. Bất kỳ hoạt động nào như đi bộ, đạp xe, thậm chí đơn giản là ngồi hay đứng đều có thể gây đau đớn. Vì vậy, mẹ bầu nhất thiết phải thật thận trọng khi làm bất cứ điều gì trong giai đoạn này. 3. Mẹo giảm đau xương cụt. Để có thể giảm những cơn đau xương cụt mà mẹ bầu hay gặp phải, các mẹ có thể tham khảo những mẹo sau. Tránh vận động mạnh hoặc đứng và ngồi ở một vị trí quá lâu. Sử dụng đai bụng bầu giúp hỗ trợ vùng bụng để giúp giảm áp lực lên phần xương cụt. Dùng các loại túi chườm ấm để làm dịu cơn đau, nhiệt sẽ tác động giúp nới lỏng các mô. Ngoài ra, mẹ bầu có thể ngâm bồn nước ấm, chú ý là không nên ngâm mình trong nước có nhiệt độ quá cao. Lời khuyên là bạn nên ngủ nghiêng sang trái với một chiếc gối hình chữ U kẹp giữa đùi. Tránh uốn người vì điều này sẽ đẩy em bé về phía xương sống và làm cho cơn đau nặng hơn. Tuyệt đối không mang giày cao gót bởi lẽ lực trọng tâm cơ thể sẽ dồn lên chân kéo theo đó là những cơn đau. Đôi khi bạn nên đến spa để massage vùng xương cụt, bổ sung thêm canxi và các khoáng chất cần thiết để xương luôn chắc khỏe. Bên cạnh đó, các mẹ có thể áp dụng các tư thế yoga phù hợp cũng là một cách giúp cải thiện tình trạng đau xương cụt này. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm những thông tin cũng như mẹo hay bỏ túi để có thể giúp giảm nhẹ cơn đau và vượt qua thai kỳ thuận lợi nhé.